À, vâng, Sốc Tuấn Lan để gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy gà rừng, bẫy cu gáy, các bác đi săn bắn, đi rừng. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác những phụ kiện để anh em đi bẫy gà rừng. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Là một cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp, ship hàng là 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Anh em nhận hàng, các bác được quyền kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền nhé. Đây là hai số điện thoại chính của shop bên em, có Zalo, có Facebook anh em nhé. Các bác có thể kết bạn qua Zalo, bên em sẽ tư vấn cho anh em. Thì đầu tiên sẽ không thể thiếu được khi các bác đi bẫy gà rừng thì có thể là bên em là có những loa bẫy chim anh em nhé, loa điều khiển từ xa đấy. Thì có loại hàng phổ thông, hàng cao cấp, có đầy đủ các mẫu loa anh em nhé. Loại E76 này, loa WS898 này, WS998 này đấy. Và đây là loa Q93 này, Q92 này, AT101 này, AT100 này anh em nhé. Đấy, những hộp hàng loa cao cấp là vỏ màu vàng với màu xanh này cũng nhé. Đấy, AT101, AT100 đều đầy đủ hết các mẫu loa. Đấy, về phụ kiện thì không thể thiếu được cho các bác đi bẫy gà rừng, bẫy cu gáy, bẫy cuốc đa đa bìm bìm chồn đen. Và tiếp theo giới thiệu đến các bác là những cái mẫu túi đựng gà mồi anh nhá. Túi đựng gà mồi thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác hai cái mẫu túi đựng gà mồi. Một là mẫu túi đế tròn này, là đựng gà mái nhá, chuyên để các bác đi bẫy gà rừng, túi mồi đựng gà mái. Giá bán chỉ hơn 100.000 đồng bao ship anh em nhá. Và túi gà trống anh em nhá, đế vuông. Đấy. Khi các bác mua những cái túi gà mồi bên em thì bên em vẫn tặng các bác một cái cọc cắm gà mồi và một cái túi bổi anh nhá, một túi bổi như này. Đấy, là một hơn 100.000 đồng bao ship. Thế còn dây xích gà này bên em bán riêng nhá, dây xích hàng lựu đạn này anh nhá. Đấy, mẫu này được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều. Mẫu này bên em đang bán 40.000 một sợi anh nhá, dài là 1 mét không nhá. Đấy, hàng dây xịn sò anh em, dây dù siêu bền chắc chắn cho anh em. Và tiếp theo giới thiệu đến các bác là mẫu giò đa năng. Giò này để anh em đi bẫy gà rừng, nó vừa đón vừa đá, anh em có thể đánh bẫy có mồi đánh cũng được mà không có mồi đánh vẫn được anh em nhá. Đấy, một bộ giò này thì 20 chân, chân là chân đồng, cáp là cáp lụa. Đấy, sợi hàng là dây dù siêu bền anh em nhá. Đấy, dây dẹp rất là chắc chắn cho anh em. Màu tất cả là màu ngụy trang rồi, màu lá cây khô rồi anh em nhé. Đấy, khuyên đồng, cái này là không chân của nó không phải khoan lỗ anh em nhé, mà nó là buộc. Đấy, buộc chắc chắn cho anh em. Dạng giò kiểu giò Thái Lan anh em nhé. Đấy, hàng của Việt Nam làm như giả Thái Lan. Đấy, gọi là giò Thái Lan, rất là đẹp, xịn sò cho anh em. Một bộ này bên em đang bán với giá là hơn 200.000 đồng. Đấy, bao ship cho anh em. Đấy, các bác mua từ 2-3 bộ thì bên em sẽ bao ship. Thế còn các bác mua một bộ thì các bác phải cộng tiền ship anh em nhé. Đấy, hàng chuẩn chỉnh công nhé. Và tiếp theo giới thiệu cho các bác là những cái túi đựng túi gọi túi đeo hông để anh em đi săn bắn gà. Một túi đeo hông này bên em đang bán với giá là 200.000 đồng anh em nhé, bao ship cho anh em. Đấy, túi đeo hông anh em nhé. Đấy, có một loại là đựng chai nước, một loại là không đựng chai nước nhé. Đây là cái túi không đựng chai nước anh em nhé. Và tiếp theo giới thiệu đến các bác là một cái túi đeo hông có đựng được chai nước anh em nhé. Đấy, giá thì như nhau. Đấy công nhé. Đây, túi đựng chai nước anh em nhé. Đấy, hàng này hàng nhập khẩu, hàng rất là ok, được anh em mua khá là nhiều để anh em đi bẫy gà rừng nhé. Ngoài ra thì bên cung cấp cả những bộ quần áo ngụy trang các bác nhé. Đây, bộ quần áo ngụy trang như này. Đấy, màu lá cây khô các nhá. Đấy, xịn sò. Đấy, có rất nhiều mẫu, anh em có thể kết bạn hoặc là Zalo bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác những bộ quần áo ngụy trang. Và tiếp theo là lều thủ công anh em nhé, lều công nghiệp để anh em đi bẫy gà rừng. Lều này nó có hàng công nghiệp cao 1m2 và lều thủ công. Đấy, tùy theo các bác, lều công nghiệp này bên em đang bán với giá là hơn 300 anh em nhá, hơn 300.000 đồng bao ship tận nhà cho anh em. Tùy theo lúc lên lúc xuống không nhá, tùy theo thời điểm các bác mua thời điểm nào thì cứ điện trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho anh em. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào tạm biệt các bác.